Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này là toàn bộ là cần tây lóng dài. Em Phương sale hết cái lô này để chuẩn bị nhập hàng mới nha cả nhà. Dạ vừa rồi thì sức khỏe em Phương không tốt nên là em Phương có nghỉ 4-5 ngày á cả nhà. Mong mọi người thông cảm, cũng có nhiều anh hỏi nhưng mà thiệt sự em Phương. Rồi, ba cây đầu tiên thì em xả hàng bom nha mọi người, mã số 0 nè. Cái cây này có một đọt phụ, một lóng phụ. Mọi người biết sao, có một cái cơ hội nó qua rồi á là mình khó nắm bắt lắm, mình nắm bắt được lúc đó hay không à. Thì em Phương thì hồi giờ em Phương bán mọi người biết rồi, ai chốt trước, cho dù là khách quen hay khách lạ, ai chốt trước em vẫn để người đó, chứ không phải là một khách lạ một khách quen mà em để cho khách quen, em không chốt cho khách lạ đâu. Đó, nhưng mà mọi người bom hàng quá. Đó, cây này nè. Cây này nó có một cái lóng hạ nè, một cái lóng hạ, một cái đọt phụ nha cả nhà, một lóng hạ, một đọt phụ. Cây này là cây Shimano. Cây Shimano H2 9m, một hạ lóng, nó hạ xuống chắc còn cỡ 8m, 7m mấy, 8m đó cả nhà. Cái dòng Grim Finn này thì hơi bị ngon luôn đó nha. Cái này là cây xoắn ít nha, xoắn ít từ ngọn cho tới gốc luôn. Nói chung là cây này túi nút đầy đủ, có đầu bu xoay 360 độ, đọt của nó thì hơi nhỏ. Mọi người muốn thì mọi người về hạ lóng giúp em ha. Đó, dòng này nó khá là ngon. Đây, Power Trainer. Đó, cây này khách mua rồi á mọi người. Xong rồi không lấy nữa. Tới lúc em hỏi cái anh kia thì anh kia ảnh cũng mua cần khác rồi. Thiệt nó khó cho em quá. Cái này đọt phải 1,1 ly, nặng 310 gram nha, gốc 24. Cây mã số 0 này bữa em bán cái này 2,1 triệu, bây giờ em sale cho mọi người giá 1,8 triệu nha. Một đọt phụ, một lóng phụ, một hạ lóng, một đọt phụ. Đó, nó rất là, cây này ngon lắm cả nhà. Cây này ngon nha, phôi ngon nha cả nhà. Cây này em sale còn có 1,8 triệu thôi cả nhà. Còn có 1,8 triệu thôi. Cây tiếp thứ hai nè. Cây một cây nội địa Nhật dài 4m8, nặng 170 g, đọt 0,8, gốc 23. Cây này bị trả về rồi, tới giờ em vẫn chưa bán được luôn á. Nè, lúc trước thì đầy người hỏi. Nó có một cái xước ở đây nè, đó nè, mọi người thấy rõ không? Đó, nó có một cái đường xước ở đây nha, xước sâu nha, chứ không phải bể nứt gì hết nha. Rồi, đó, cây này mới tầm 90% ạ, hơn 90%. Đó, carbon xoắn nè cả nhà, xoắn vòng nha. Cái này là carbon xoắn vòng nha cả nhà, chứ không phải là xoắn ít. Ảnh bom hàng của em là vì ảnh nói là cây này không phải xoắn ít. Nhưng mà trên video em đã báo là xoắn vòng nha, mọi người nhìn cái vòng của nó nè, carbon xoắn vòng nè. Đó, nó khác xoắn ít chứ, xoắn vòng với xoắn ít nó khác nhau chứ. Em xem lại video là em báo đúng là carbon xoắn vòng là em không sai. Nên là nó rất là khổ cả nhà ơi. Đó, cây này đọt 0,8 gốc 32, sale cho mọi người 600 bao ship nha. Cây này ngon lắm đó cả nhà, hàng nội địa Nhật á. Tiếp theo lục được cây này. Hôm bữa còn đúng một cây này, hôm bữa bao một cây bán rồi, giờ cây này còn một cây nè. Cây này cây 7m2 nha cả nhà, hàng nội địa nha. 7m2 nặng 440 g, đọt là 0,65 gốc 26. Cây này tầm 3H, cây này là đọt đặc nha cả nhà. Đọt đặc. Rồi, cái đọt đặc mã số 2. Cái đọt đặc mã số 2 giá 650 bao ship. Đó, mới trên 90%. Đó, cây này phôi dày lắm cả nhà. À. Đó, đọt đây. Đó là cây mã số 2. Tiếp theo cây mã số 3. Cây mã số 3 là một cây 3m3. Cây này cứng nha cả nhà. 3m3 nặng 100 g, đọt là 1,2. Cái mã số 3 này hả, em Phương sale cho mọi người là 580 bao ship. Đầu bu xoay 360 độ. Cây này cứng tầm 4-5H nha. Đó. Cây này tầm 400H, 4-5H, cây này vân gỗ nha cả nhà. Đẹp lắm, cây này mới trên 95%, cây mã số 3. Tiếp theo cây mã số 4. Cây Korea Cutting này. Cây này là hàng của Made in Korea.
4,5 m, nặng 140 g, đọt 0,6 góc 17. Cái mã số 4 này sale cho mọi người 450 bao ship nha. Đó, đầu bu xoay 360 độ, lóng trong còn mới. Cây này mới rất là đẹp nha mọi người, ra cần thẳng nha. Mới nha cả nhà. Rồi, mã số 4 450 bao ship. Tiếp theo cây mã số 5. Cái cây này mới gọi là mắt phong long nè. Cây này là bị ba anh rồi nè. Bị ba anh rồi. Em Phương sale lấy xe lội luôn á. Cây Sita Canlap này nè mọi người, cây Canlap Wheel 8,1 m. Cây này thì phôi nó dày nên là nó hơi nặng. Đó, nhưng mà cây này ra cần thẳng tân luôn mọi người, cây này ra cần thẳng tân luôn, 8,1 m mà thẳng tân luôn. Cây Sita nha mọi người, Sita xoắn hai da. Canlap, Canlap là cái sợi làm áo giáp chống đạn á cả nhà. Đó, các đầu cần không bị gì hết. Nói chung cây cần này không lỗi không gì hết. Cây này tầm cứng tầm 6H nha cả nhà. Cây này cứng khoảng 6H. Rồi. Xoắn hai da rất là đẹp. Nguyên cả cây luôn, trừ cái đọt ha. Này. Đó nè. Đó, trừ cái đọt thôi. Trừ cái đọt với lóng thứ hai ha. Cây này ra cần thẳng tân luôn. Cây này em bị ba anh bom rồi nè. Ba anh rồi. Rồi, cây này nặng 510 g, đọt là 1,7, gót 30, cứng tầm 5-6H. Rồi, cây này em Phương, hôm bữa em Phương bán 2,3 triệu, bây giờ em sale cho mọi người giá 1,9 triệu nha. Xả bom 1,9 triệu, xả bom 1,9 triệu đó cả nhà. Đó, xả bom 1,9 triệu ạ. Tiếp theo là cây mã số 6. Em có một cây giả trúc, nói chung là có trầy xước nhiều. Cái này là của Olympic nha cả nhà. Olympic 7,2 m, nặng 400 g, đọt là 1,6 góc 26. Cái mã số 6 này sale cho mọi người giá 950 bao ship. Đó, lóng trong thì nó cũng còn đẹp hơn. Đây, lóng ngoài đây, nguyên rin nha cả nhà. Đó, đọt của cây này, đọt của cây này là 1,6 ly. Cây này cứng tầm 4-5H nha cả nhà, 4-5H. Cây mã số 6 ạ. Đó, cây mã số 6, cây Olympic giả trúc này. Tiếp theo là cây mã số 7, một cây Nissin nha cả nhà. Một cây Nissin Super Square 8,1 m. Đó, tem mát đầy đủ, nặng 400 g, đọt là 1,1 góc 27. Cây mã số 7 này 1,4 triệu ạ. Đó, lóng không bị gì hết nha. Đó, đầu cây này cũng cứng. Cái này sao đọc 1,1 ly được, cái này phải hơn chứ. Đợi em chút nha. Cái này đọc 1,4 ly cả nhà. Cái này đọc 1,4 ly nha, 1,4 ly, cái này tầm 5H. Cái này đọc 1,4 ly nha cả nhà, tầm 5H. Rồi, tầm 5H ạ, giá 1,4 triệu. Giá 1,4 triệu bao ship mã số 7. Tiếp theo cây mã số 8 là một cây này nó bị hơi hở cái chỗ này nè cả nhà. Đó nè. Đó, mọi người về đẩy nó vô. Gia cố lại giúp em ha. Cây mã số 8 này là cây 8,1 m, nặng 480 g, đọt là 1,5 góc 27. Đó, cây nội địa nha cả nhà. Tem nó bị mờ hết rồi. Đó. Cây này thì được đóng khoen, nó được quấn chỉ chống đổ đầu cần hết rồi nên là nó hơi nặng á cả nhà. Nó nặng tới 480 g. Tại vì nó quấn chống nổ nó thêm khúc rồi, lóng trong thì khá là đẹp nha. Đó, nói chung là có xước dâm. Cái này có xước dâm, sale cho mọi người giá 1,3 triệu bao ship. Mã số 8 giá 1,2 triệu bao ship nha. 1,2 triệu bao ship mã số 8 nè. À, cái này thôi, nó bị cái đó rồi, em sale cho mọi người giá 1,000,000 bao ship luôn đi. 1,000,000 bao ship. 1,000,000 bao ship nha cả nhà, nó bị cái đít này nè. Về hạ ấy đít giúp em. Rồi, tiếp theo cây mã số 9, một cây Olympic nè cả nhà, tem mát đầy đủ. Cây này nặng 360 g, đọt là 1,8 góc 26. Đó, cây này cái 9 m, cây Azu 9 m nha cả nhà, Olympic Azu 9 m. Đó, nó có cái đầu lóng nó bị một chút xíu như thế này nè cả nhà. Cái này nè, đó. Cái này là bị xước sơn. Đó, cái lóng này là bị xước sơn nha, chứ không phải là bị nứt, còn cái này mới là bị lẹm vô nè. Rồi, đó, nói chung là đầu lóng nó bị dày nha cả nhà. Đây nè, đó, cây này cứng tầm 6-7H nha cả nhà. 6-7H cứng lắm, cây này nhẹ mà cứng á cả nhà. Có 360 g, sale cho mọi người giá 1,3 triệu bao ship nha.
theo cho mọi người giá 1,3 triệu bao ship, mã số 9. Tiếp theo cây mã số 10. Em có một cây nội địa. Em có một cây nội địa nha. Cây này là Kamokawa. Kamokawa Fishing Organize. 8m1 nặng 340g, đọt là 1,6 × 25. Cây mã số 10 sale cho mọi người giá 1,2 triệu. Các đầu lóng không xước không gì hết. Đầu bô xoay 360 độ. Cây này cũng tầm 6-7H. Đó, cây này tầm 6-7H nha cả nhà. Cây này tầm 6-7H có xước dâm. Mã số 10 giá 1,2 triệu. Mã số 10 giá 1,2 triệu thôi. Cây này ngon nha cả nhà. Tiếp theo cây mã số 11. Cây này hơi nặng. Mã số 11 giá 9m. 9m nặng 520g, đọt là 1,8 × 32. Nhưng mà cây này cứng. Đó, cây này cứng 6-7H lận. Đó, đẹp không mọi người, cây này còn mới lắm. Cây này gốc tay cầm của nó là 32 lận. Nên là thôi sale cho mọi người giá 1,3 triệu nha. Giá 1,3 triệu, sale cho mọi người giá 1,3 triệu thôi. Đó, carbon rô, sale cho mọi người giá 1,3 triệu, cây này còn mới ạ. Tiếp theo cây mã số 12. Em Phương có một cây Daiwa Zomba chế độ. Zomba chế độ nha. Daiwa Whisker. Nè, HZ nè. 9m rưỡi. Cây này máy Inyaban nha cả nhà. Máy Inyaban 9m, 8m, 8m rưỡi, 9m, 9m rưỡi. Rồi. Cây này nè, đầu cây này đọt cũng tầm 5-6H nha cả nhà. Đọt rất là bự, 5-6H nè. Lóng trong rất là đẹp nha. Cây này còn mới nha. Cây này zom nặng 320g, đọt 1,5, gốc 26. Cây này giá 1,5 triệu. Cây mã số 12 sale cho mọi người giá 1,5 triệu nha. Rồi tiếp theo, cây mã số 13, em Phương có một cây Shimano xoắn ít. Fin Grimmit H3 9m nha. Cây này cây Shimano. Cây này ngon nha cả nhà. Phôi ngon. Nặng 320g, đọt là 1,4 × 26. 1,4 × 26, mã số 13. Đó. Đầu bô xoay 360 độ. Đó, cây này tầm 4-5H nha. Rồi. Đó, sẵn ít như thế này, cây này đẹp nha cả nhà. Rồi, cây này nó nói chung có xước dâm, giá 1,8 triệu. Giá 1,8 triệu ạ. Cây này giá 1,8 triệu, tem mắc đầy đủ. Rồi, tiếp theo. Cây Daiwa Monocarbon mã số 14. Đó, mã số 14 nặng 440g, đọt là 1,7 × 28. Giá 1,4 triệu nha. Monocarbon Daiwa 9m. Đó. Daiwa nha cả nhà. Đọt là 1,7, nặng 440g. Đó. Cái này cũng tầm 5H nha cả nhà. Cái này tầm 5H. Đó, lóng trong nè. Đầu lóng không xước xát gì hết, không bể nứt gì hết. Giá 1,4 triệu, mã số 14. Tiếp theo cây mã số 15. Mã số 15 một cây Olympic 6m3. Cây này đánh bạo lực nha cả nhà. Cây này chơi game được nè. Olympic 6m3, nặng 440g, mã 15. Cây này gốc tay cầm của nó 30 lận. Đó, giá 950 nha. Cây này cứng tầm 6H nha. Cây này cứng tầm 6H nha cả nhà. Cây này còn mới đẹp, có xước dâm thôi nha. Mã số 15 Olympic 6m3, tầm 6H. Rồi tiếp theo cây mã số 16. Em có một cây Ruby nè. Gốc thì nó xước xác như thế này. 8m1 nặng 380g, đọt 1,6 × 25. Cây mã số 16. Tem mát đầy đủ. Super Carbotic Spencer 8m1 của Olympic. Đó. Cây này đầu bô xoay 360 độ. Cây này cũng tầm 6H. Cây này cũng tầm 6H nha mọi người. Đó, lóng trong đẹp ha. Lóng trong đẹp. Lóng trong đẹp ạ. Rồi, cây này giá 1,4 triệu, mã số 16. 1,4 triệu, mã số 16. Tiếp theo cây mã số 17. Em Phương có một cây Shimano Zom Azu. Cây này Azu nha cả nhà. Xoắn ít 8m, 8m rưỡi. 8m, 8m rưỡi. Azu 8m, 8m rưỡi, 9m hả? 8m rưỡi, 9m. Zom 8m rưỡi, 9m nha cả nhà. Shimano. Đó, xoắn ít như thế này ha. Đầu bô xoay 360 độ. Lóng trong còn đẹp. Đó, xoắn ít nè. Nó xoắn ít nè cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Rồi, cái này sale cho mọi người giá 2 triệu nha. 2,5 triệu, sale 2 triệu. Mã số 17. Cái này đọt 1,4 ly.
1,4 ly, nặng 330 g nha cả nhà. Một mình mua một mà mình được hai đó, tại vì nó giòn đó cả nhà. Rồi tiếp theo cây hãng Sita. Cây Sita này 8m1, nặng 460 g, đọt 1,8 gốc 30. Cái này sale cho mọi người giá 1 triệu. Nè. Cái đầu này nó hơi mẻ chút nè, nó có một cái lỗ chỗ này thôi. Đó mọi người thấy không? Cái lóng thứ hai nè. Đó nè. Rồi nên là sale cho mọi người giá 1 triệu, bữa em bán 1,2 triệu, sale 1 triệu nha. Cây này còn đẹp mới ha cả nhà ơi. Nó bị một chút xíu đó, mọi người về mài chút xíu thôi. Tại vì cái lúc cũng ra cần xong là cái ở cái lóng trong nó còn cả khúc như thế này nè, tầm 7 phân lận. Cho mọi người yên tâm, không có sao đâu. Rồi giá 1,1 triệu, mã số 18. Tiếp theo cây mã số 19, em có một cây nội địa nè, tem mát đầy đủ. Cây Olympic. Cây Olympic này 7m9, nặng 440 g, đọt 0,8 gốc 25. Cây mã số 19 này sale cho mọi người giá 1,3 triệu nha. Đó, đọt mảnh. Nhưng mà được cái cần rất là đẹp ha. Có xước xác nha. Có xước xác nha. Cây này đọt có 0,8 mà mọi người xuống mọi người hạ đọt đây là được ha. Đó, đó là cây mã số 19. Tiếp theo cây mã số 20, một cây Olympic. Olympic dài 7m2, nặng 540 g, đọt 2,3 gốc 31. Cái này giá 1,250,000. Đó, các đầu cần được đóng khoen chống nổ hết rồi. Cây này cũng tầm 6H. Đó, đẹp hơn, cây này đẹp ra cần thẳng nha mọi người. Cây này ra cần rất là thẳng luôn. Cây này sale cho mọi người giá 1,2 triệu. Mã số 20 giá 1,2 triệu. Mã số 20 giá 1,2 triệu. Tiếp theo cây mã số 21 em Phương có là cây 8m1, 430 g. Rồi giá 1 triệu nha mọi người. Xem cho mọi người giá 1 triệu. Đó. Cái này xem cho mọi người giá 1 triệu nha. Đó, đầu bô xoay 360 độ. Cây này ra cần khá ok. Cây này tầm 5H nha cả nhà. Lóng trong còn mới. Rồi, lóng trong còn mới, mã số 21. Tiếp theo cây mã số 22, em có một cái cây cây Shimano Azu. Shimano Azu H3 Resimit nè, Zom nè. Cây này Azu XL nha mọi người. H3 Zom 9m, 9m rưỡi, nặng 390 g, đọt là 1,8 gốc 27. Cây mã số 22 này sale cho mọi người giá. Cây này có nút có túi nha. Đó, cây này còn khá là đẹp. Đó, xoắn ít nè cả nhà. Đó, nó xoắn ít nè. Mọi người thấy nó xoắn không? Nè. Đó. Cái vân nó ở trong. Đầu bô xoay 360 độ. Đó, nó bị một cái lóng thứ hai chút xíu vậy thôi nè. Cái này nó chưa có vô tới đâu nha cả nhà. Nó chỉ bị chóc cái lớp sơn ở ngoài thôi. Nó chưa có vô tới cái lo ấy đâu. Nên mọi người cứ yên tâm. Rồi. Đó, đầu bô xoay 360 độ, xoắn ít từ ngọn luôn nè. Cây này tầm 5-6H đó cả nhà. Rồi cây mã số 22 này sale cho mọi người giá 2 triệu. Và cây cuối cùng là một cây Olympic. Em có hạ lóng đó nhẹ nha. Cây này có hạ lóng. Hạ xuống còn 7m05 nha. Mình mua 1 mà được 2 á cả nhà ơi. Hạ xuống 7m05. Cây này 8m1 mà hạ xuống 7m05 nè. Đó, nặng bộ 245 g, đọt 1,3 gốc 23, có hạ lóng nè. Có hạ lóng nha. Mã số 23 sale cho mọi người giá 1,7 triệu. Cái này đọt là 1,3. Nặng 245 g nha. Rồi, túi nữa, có hộp. Có hộp nha. Có nút nha. Đó, cái này thì còn mới à. Đầu bô xoay 360 độ, đó nè. Đó. Cái này còn mới đẹp rồi. Mọi người ăn cái nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em ạ. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.